À, với cuốn video này Đỗ Sinh thăm một nhà vườn mà các anh có một cái cây sung rất hay. Vâng. À, tôi vẫn nói vui, tôi bảo cây sung này nhỏ nhưng là có võ. Chúng ta nhìn cái bóng dáng của cây sung và cái quả đeo trên cây đã thấy sướng rồi. Đấy. À, tôi vừa mới hỏi vui anh chủ, bảo anh có gắn keo con voi không, anh bảo không, quả xịn đấy chú ạ. À, đảm bảo với chú là xịn 100%. Nếu mà gắn keo con voi thì chú đưa cái sung này về vườn chú chơi không mất tiền. Đúng rồi, tôi có kiểm định rồi. Vừa rồi tôi có lấy tay tôi bấm 2-3 quả ở cái khu vực này. Bây giờ tôi không dám bấm nữa vì bấm sợ hết mất của canh. Không, mà chú bấm một quả. Nhưng mà những cái quả này phải nói là công nhận là sung này có vẻ là sung nếp không nhỉ? Quả nó to nhỉ? Những chùm quả cứ như là tổ ong này, nhìn sướng thật đấy. Mà từ dưới bệ rễ luôn nhá. Chúng ta đang thưởng thức đây. Sướng không? Tuyệt vời. Đấy. Quá hay luôn. Chấm muối ớt luôn. Tuyệt vời đấy. Đấy. Thế nào mà chả có những cái bữa dưa sung rất là ngon và bổ mà lại lành. Đúng không? Không sợ thuốc thang gì hết. Anh chủ cắn thử nghiệm đi. Ăn thử nghiệm luôn, coi chúng quay luôn. Tôi sẽ chia sẻ xong rồi tôi sẽ xin số điện thoại của anh chủ vườn và địa chỉ. Anh không có treo biển số điện thoại. Chứ nếu treo biển thì tôi sẽ chụp để các bạn lưu trên màn hình được lâu hơn. À, sau đó thì sẽ xem cái giá của cái cây sung này bao nhiêu. Rất là tuyệt vời đấy. À, tôi xoay thêm một cái hướng đằng đuổi theo cái lưng cái phần bệ của cây sung này, chúng ta nhìn rất hay. Và không cần phải chờ đợi lâu, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái tỷ số của trận đấu hôm nay là bao nhiêu. Anh chủ vườn tên là gì anh ơi? Dạ cháu tên là Trần Hữu Giang ạ. Trần Hữu Giang. Còn anh ở Việt Yên Bắc Giang. À Việt Yên. Vâng. Việt Yên thì đến đây thì gần rồi. Vâng. Việt Yên Bắc Giang. Vâng. Và anh báo giá cây sung này bao nhiêu anh? Cái sung này là 12 triệu ạ. 12 triệu. Vâng. Vâng. 12 triệu cây sung này. À, nếu giao lưu với anh thì căn cứ vào số điện thoại, anh đọc chậm nhá. 0966 021 015. Vâng, à, anh đã đọc rất chậm, chúng ta đã nghe rõ rồi. Nếu các bạn chưa ấy thì chúng ta có thể tua lại để chúng ta nghe được. À, cây sung báo giá 12 triệu à? Vâng. Được. Hợp lý nhỉ chú nhỉ? Vâng, anh đứng cạnh và tôi chụp cái kiểu ảnh anh với cây sung là cái ảnh bìa của cái vườn anh. Dịch vào tí nữa. Được rồi, chụp nhá. À, đây là anh chủ vườn. Mà đặc thù vườn của anh thì tôi thấy đây là một cái vườn cây tầm cây toàn cây nhỏ nhưng mà rất là đa dạng, phong phú. Nhiều chủng loại cây. À, si, lộc, vừng, sam, tùng, la hán, xanh, ổi. Đấy, dưới, đấy, rất nhiều. Phi, cái gì thông à, đây là cây thông. Phi lao có không? À, lá kim có mỗi cây thông thôi. Và sam là lá nhỏ. Được đấy, hay đấy. À, tôi lấy hình ảnh luôn một cái bệ sung nhỏ hơn đây các bạn xem luôn. Bệ sung này chắc là bao nhiêu trăm anh? Cái đấy gì ạ? Tiền triệu à? Vâng, cái đấy triệu gì ạ? Triệu. Thế đang nghe quả. Triệu rưỡi. Có vòi, tôi nhìn thấy rồi. Đang quả rồi. Cây nào mà có quả, có vòi là tôi biết. Vâng. Một cây sung tầm nhỏ. Chơi khuôn vừa phải, triệu rưỡi, ok. Và bên này là cây đa phẩm. À, theo giới thiệu của anh, chúng ta nhìn thấy bên này có một... À, một cây đa rất là kỹ cây rồi. Hay đấy. Dưới đây anh cho ôm đá à? Đá quậy. Vâng. Đá quậy và một cái lọ. Lọ vôi. Lọ vôi bằng sành.
cây đa đã cắt giật nhiều lần. Những cái chúng ta hay gọi là càng cua. Đây, đưa ra dăm rất hay rồi. Chắc chắn là lá nhỏ đấy chứ. Vâng, lá bé tí. Lá bé này mới đẹp. Vâng. Chứ còn cây cảnh mà lá to như lá mít, lá đa như lá mít thì lại không ăn thua. Vâng, lá này nó cằn quá rồi, nó bé lắm. Cây này bao tiền? Cây này bây giờ là 13 triệu. 13 triệu. Được đấy, để tôi lấy cái phía bên này. Rồi. À, phía bên này nhìn nó thuận nắng hơn. Vâng. Nhìn nó nét hơn. 13 triệu. Ở Việt Yên về đây có mấy gian hàng Việt Yên, có ai ngoài anh ra? Không ạ. Có một mình à? Vâng. Được đấy. Việt Yên. Việt Yên Thuận có gần Bích Động không? À, cháu gần. Cháu ngay ở Quảng Minh ạ. À, Quảng Minh. Thế lên Bích Động phải 3-4 cây nữa mà. Cây đa 12 triệu. Đấy là cây hoa giấy. Hôm vườn của anh không, mình ở Ba Vì chứ. Hiệp Hòa là chú Vinh. Vinh Nguyễn. Chính là ông Vinh, gọi ông Vinh thì mới đúng. Vâng, Vinh Ba Mô. À, cái cây hoa giấy này giá bao nhiêu? Cây hoa giấy này bây giờ là giá 8 triệu. Ừ. 8 triệu. Đôn này là làm cọc ô này, cái cây. Ô gì? Cái ô gấp thì... Đấy, thuận đấy rồi nhưng không để được. Không để được. Các anh ở Việt Yên nhưng mà phải nói là cây của anh phong phú đấy. Cây tầm nhỏ dễ chơi, dễ di chuyển. Cây sát quá, cây dày quá. Đây, ví dụ cây hoa giấy này cũng hay. Mới nhìn nó trông như là con thú. À, cây này thì tới đây thì nó rộ rồi. Thấy ra vè hoa hết rồi. Tím. Hay lắm, nói chung là gian hàng của anh Mini cũng đẹp. Đây. Được rồi. Đây anh có những cái tiểu cảnh và trồng ở đây là cây du à? Vâng. Ví dụ cái tiểu cảnh này bao nhiêu đây? Cây du này bao nhiêu đây? 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Đây anh có những cái cây duối bonsai mini cũng ngộ nghĩnh. Thế còn cái tiểu cảnh mà cây sung đây? Cây sung đấy thì 1,2 triệu đấy ạ. 1,2 triệu thôi. Đây có cây duối nhỉ? Vâng, cây này bao tiền? Cây đấy là 8 triệu. 8 triệu à? Vâng, chỗ này tôi thấy anh có một cây ổi ta. Một bệ ổi ta cũng rất là cổ quái. Và đang có quả. Đây, quả đây. Chậu này chậu sành à? Chậu đấy chậu sành. Ừ, này, chậu sành hay nhỉ? Chậu hình như là gốm Phủ Lãng thì phải. Mặt bên kia định không quay được. Rất đẹp nhưng mà không quay được. Không quay được. Giá bao nhiêu? Thôi được rồi. Không phải xoay được. Giá bao nhiêu đây? Cái này bây giờ là 16 triệu. 16 triệu á?
là bên kia rất đẹp nhưng mà nó vướng không quay được. Vướng không xoay được. Ngoài được rồi. Các bạn mình số cây mình nhiều quá. Cây dày đặc quá. Tôi quay tôi cần phải vào lách không? Lách vào. Bây giờ mình báo giá một số cây sam đi. Cây sam à? Long đâu cũng hoặc là mai chiếu thủy. Đây là trung vườn à? Đây là quần trung trồng. Của anh à? Vâng. Ừ. Để cái bệ dưới này. À dạ, bệ dưới anh khai thác được cái bệ nó ụ rồi. Nuôi được tay như thế này rồi. Bể suối này bao tiền? Bể suối đấy là 9 triệu. 9 triệu á? Vâng. Đây nó là cổng to tướng kia kìa anh kìa. Cổng này đẹp chứ đi cổ nè. Vâng, đúng lúc tôi quan sát tôi thấy có một cái bể xanh cũng tương đối hay. À, xanh ôm đá đã ngâm nước toàn bộ. Tôi giới thiệu với các bạn luôn. Xanh lá nó đã cô nhỏ lại hết rồi. Bể xanh này bao nhiêu anh? Đây là 16 triệu. 16 triệu à? Vâng, bên cạnh đó còn một bệ dưới tôi đứng ngắm với cái tán nón cũng hay hay này. Bể dưới này bao nhiêu tiền anh? 12 triệu ạ. 12 triệu à? Vâng. Được, cái bể này hay này. Đến tay người khác bắt đầu người ta chỉnh tán đi. Nhìn nó sẽ có cái dáng hơn. Đây còn cây dưới này nữa anh. Cây dưới này bao tiền? 6 triệu. 6 triệu. Chỗ này tôi thấy anh có 2-3 cây dưới tôi đều ưng ý cả. Cây này nữa này. Vâng. Cây này bao nhiêu? Cây này 8 triệu. 8 triệu. Đây mấy cây dưới nhỏ nhỏ tầm nhỏ của anh này dễ chơi này. Cũng anh cũng ở Việt Yên à? Không, ở Bắc Giang. À, ở Lạng Giang. Lạng Giang, à, Lạng Giang sát với Lạng Sơn rồi. Ở gần Vôi Kép. Gần Vôi. Vôi à? Vâng. Đi qua Vôi là lên đến Kép, hết Kép thì đến Lạng Giang, à là Lạng Sơn. Vừa rồi tôi cũng về Vôi mà, tôi về tôi quay mấy vườn ở đấy mà. Trung.
Đó để ở ngay ngoài vôi đâu, chung là vào luôn trong. Đúng rồi. Cây xanh này bao nhiêu anh? Xanh này là 25 triệu ạ. 25 triệu. Anh em chắc đéo được phân nợ. 5 điện á? 5 điện. Lâu năm lên chậu rồi đấy. Đúng rồi, cái này tuổi chậu tương đối cao. Bởi cái rễ nó lại thành khoanh cái chậu cũ rồi. 25 triệu. Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh xin dừng video ở đây để chúng ta chuyển tiếp những video sau.